Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu là phần bản tin y tế với các thông tin đáng chú ý như sau. Thời tiết thất thường, trẻ mắc bệnh hô hấp tăng đột biến. Người dân tăng cường nhiều biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Trong mục Thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh rôm sảy và những điều cần lưu ý. Mục cẩm nang y học kỳ này là các loại lá cây hỗ trợ điều trị thủy đậu. Cuối chương trình là câu chuyện y tế, những khó khăn trong công tác điều trị methadone cho người nghiện. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Toàn quốc sẽ triển khai vaccine bại liệt theo đường tiêm và sử dụng vaccine sởi rubella do Việt Nam tự sản xuất là những nét mới trong chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2018. Những thay đổi này sẽ bắt đầu được triển khai từ tháng 6. Từ tháng 6 năm 2018, trẻ sẽ được tiêm một mũi vaccine bại liệt tiêm IPV. Lúc 5 tháng tuổi trong tiêm chủng mở rộng, thay vì nhỏ giọt cho trẻ uống như trước kia, vaccine IPV sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng 2018 là vaccine của hãng Sanofi của Pháp. Vaccine này sẽ được triển khai tại 4 tỉnh, thành phố gồm Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Gia Lai, Vĩnh Long, sau đó sẽ được triển khai mở rộng ra toàn quốc. Hiện nay, Việt Nam đã chủ động sản xuất được vaccine sởi rubella và bước đầu thay thế cho vaccine nhập trước đây. Đã có gần 8.000 liều được tiêm cho trẻ từ 18 đến 24 tháng tuổi, từ tháng 2 năm 2018. Đến nay chưa ghi nhận trường hợp phản ứng nặng nào. Còn vaccine Quinvasem vẫn tiếp tục được sử dụng cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho tới khi được thay thế bằng vaccine mới để bảo đảm trẻ em được tiêm chủng đầy đủ. Thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa là những nguyên nhân chính khiến nhiều trẻ nhiễm bệnh, chủ yếu là các bệnh về đường hô hấp như là hen, viêm phổi, viêm phế quản. Theo các bác sĩ khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh, những ngày qua, số lượng bệnh nhi tới khám tăng 40% so với ngày thường. Trẻ tới khám và điều trị tập trung nhiều ở nhóm bệnh viêm phổi, hen, nhiễm khuẩn hô hấp trên. Thời tiết giao mùa hiện nay khiến cho hệ miễn dịch của trẻ nhỏ không kịp thích ứng nên dễ nhiễm bệnh, đặc biệt là nhóm trẻ dưới 5 tuổi do sức đề kháng miễn dịch kém. Để phòng bệnh cho con em mình, các bậc phụ huynh cần tăng cường sức đề kháng cơ thể bằng ăn uống đủ chất dinh dưỡng, bổ sung hợp lý các vitamin và khoáng chất. Cha mẹ cũng cần chú ý theo dõi những biểu hiện bất thường ở trẻ. Với những trẻ sốt cao, thở nhanh, ăn uống giảm sút, phụ huynh cần đưa con tới bệnh viện kịp thời để phòng tránh những tai biến. Vừa qua, Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện Châm cứu Trung ương thực hiện triển khai chuyển giao một số kỹ thuật trong khám chữa bệnh để trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Quang, Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã trực tiếp hướng dẫn một số kỹ thuật châm cứu cho cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh như kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt bệnh lý cột sống, kỹ thuật đại trường châm, điện châm, thủy châm, mãng châm, tắm thuốc chườm ngải cứu toàn thân. Gói dịch vụ kỹ thuật được triển khai trong thời gian này là kỹ thuật tư vấn điều trị và kiểm soát đau cột sống theo đề án 1816 của Bộ Y tế. Cũng trong đợt này, Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã tặng Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh 36 máy điện châm, triển khai những kỹ thuật mới trở thành bệnh viện vệ tinh nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ y bác sĩ tại bệnh viện, tạo điều kiện cho người dân được hưởng dịch vụ châm cứu kỹ thuật cao ngay tại địa phương, góp phần giảm tải số lượng bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trung ương. Viêm tai giữa là bệnh về tai mũi họng phổ biến và có thể điều trị khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, vì chủ quan, nhiều phụ huynh đã tự ý mua thuốc điều trị cho con, khiến bệnh chuyển nặng mới đưa đi khám điều trị, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho trẻ. Theo số liệu của khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, trung bình mỗi ngày có từ 7 tới 10 bệnh nhân dưới 6 tuổi bị viêm tai giữa đến khám và điều trị, tăng khoảng 30% so với thời điểm trước. Theo các bác sĩ, nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm tai giữa phổ biến nhất là viêm VA, viêm mũi xoang hay khối u ở vòm mũi họng. Điều nguy hiểm là viêm tai giữa cấp ở trẻ nhỏ có thể gây thủng màng nhĩ, làm tiêu xương, ảnh hưởng đến sức nghe của trẻ. Nếu không được điều trị triệt để, bệnh có thể gây các biến chứng rất nguy hiểm như viêm màng não, áp xe não. Các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ có các dấu hiệu sổ mũi, viêm họng, sốt, ho kéo dài hoặc khi trẻ than đau tai, ù tai, nghe kém, phụ huynh tuyệt đối không được tự ý điều trị tại nhà, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Nhằm đảm bảo cho các em có một sức khỏe tốt, phát triển đầy đủ cả về trí lực và thể lực, vì vậy, trường mầm non xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động
luôn chú trọng đến vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong mỗi bữa ăn của trẻ. Hiện trường mầm non Ngọc Thanh có gần 500 trẻ, nhận thức rõ vấn đề an toàn thực phẩm có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, nhà trường luôn quan tâm thực hiện quy trình chế biến thực phẩm theo đúng quy định. Khu vực bếp ăn được xây dựng theo quy trình vận hành một chiều, chia thành các khu riêng biệt, bao gồm khu đựng nguyên liệu, khu chế biến thực phẩm tươi sống, khu nấu ăn và khu để thức ăn đã nấu chín. Thức ăn không sử dụng hết được bảo quản trong tủ lạnh. Để đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và an toàn cho các bữa ăn của trẻ tại trường, nhà trường đã lựa chọn một đơn vị duy nhất cung cấp thực phẩm từ rau củ quả, gạo, nước đến thịt, cá, trứng. Đồng thời tiến hành ký cam kết với đơn vị này, nếu để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm thì đơn vị này hoàn toàn phải chịu trách nhiệm. Do vậy, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng của trường đến nay giảm chỉ còn trên 2%, tỷ lệ trẻ ăn bán trú luôn đạt 100%. Từ nhiều năm nay, trường không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 14.000 ca bệnh và 3 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Trước tình hình này, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh ta đã đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết. Cùng với việc tăng cường tuyên truyền trên loa truyền thanh, nhiều nơi đã triển khai phun thuốc khử trùng đường làng ngõ xóm, các khu vực cây cối tùm, nhiều ao chung quanh nhà dân để diệt muỗi, loang quang, bọ gậy. Ngoài ra, người dân còn tích cực tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm, cây cối, tiến hành thay nước các dụng cụ chứa nước, đậy kín lu chứa nước, loại bỏ dụng cụ phế thải không cần thiết xung quanh nhà để diệt loang quang, bọ gậy. Đồng thời, để phòng bệnh hiệu quả, các địa phương cũng vận động người dân nên mắc màn khi ngủ, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Khi có dấu hiệu bị sốt, nếu uống thuốc hạ sốt không hạ, chúng ta nên đến cơ sở y tế ngay để khám và điều trị. Đặc biệt, người già, trẻ nhỏ, người có bệnh mãn tính nên đi khám sớm vì bệnh có thể diễn biến nặng. Thưa quý vị và các bạn, chứng bệnh rôm sảy hay còn gọi là nhiệt phát ban không chỉ xuất hiện ở trẻ sơ sinh mà còn ảnh hưởng tới cả người lớn, đặc biệt là trong thời tiết nóng ẩm. Đây là một loại bệnh về da liễu tuy không đe dọa tới tính mạng nhưng gây cảm giác bứt rứt khó chịu cho người bệnh. Để cùng tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với bác sĩ Phùng Thị Bích Việt, khoa khám bệnh Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Xin chào bác sĩ. Bác sĩ có thể cho biết chứng rôm sảy ở trẻ là gì ạ? Chứng rôm sảy ở trẻ là khi mà trên da trẻ xuất hiện những cái nốt đỏ hay những mảng đỏ từng vùng của cơ thể. Tùy theo mức độ tổn thương trên da mà rôm sảy được chia ra làm 3 loại: rôm sảy đỏ, rôm sảy kết tinh và rôm sảy sâu. Vậy nguyên nhân dẫn đến chứng rôm sảy ở trẻ là gì? Rôm sảy là cái hiện tượng mà do da bị viêm, bị kích thích tạo nên, đặc biệt là xảy ra hay gặp ở mùa hè khi mà thời tiết oi bức, thì ở trẻ, những cái trẻ mà hoạt động nhiều, mồ hôi, tiết mồ hôi nhiều nhưng mồ hôi không kịp thoát ra sẽ bị ứ đọng ở trong các ống dẫn mồ hôi, thì hiện tượng này nó sẽ làm bít tắc những ống dẫn mồ hôi và dẫn đến viêm da. Khi trẻ bị rôm sảy thì sẽ gây ảnh hưởng như nào đến sức khỏe? Đối với những trẻ mà bị rôm sảy ở mức độ nhẹ thì cũng không ảnh hưởng gì lắm. Ví dụ như là ở những trẻ mà bị rôm sảy kết tinh thì trẻ vẫn có thể sinh hoạt, chơi, ăn uống, ngủ nghỉ bình thường. Nhưng ở những cái loại nặng hơn, nó rôm sảy đỏ và rôm sảy sâu, thì ở những cái trường hợp này thì trẻ có thể thấy ngứa ngáy, nóng rát, khó chịu, thì dẫn đến có thể quấy khóc, ăn uống kém. Thậm chí ở cái rôm sảy sâu thì có thể dẫn đến khi trẻ ngứa ngáy, trẻ sẽ gãi, cọ sát thì dẫn đến nhiễm khuẩn. Đấy, khi đấy thì chúng ta phải đưa trẻ đến bệnh viện để được thăm khám và được điều trị. Cuối cùng thì bác sĩ có thể cho biết là những cái biện pháp nào để mà phòng chống rôm sảy ở trẻ ạ? Về mùa hè thì cái rôm sảy là một cái hiện tượng xảy ra hết sức là phổ biến. Thế nên về cái cách phòng chống ý, thì các cha mẹ cần phải lưu ý. Thứ nhất là về vấn đề vệ sinh thì chúng ta phải tắm hàng ngày cho trẻ, tắm bằng nước mát. Đấy. Ở trong dân gian thì chúng ta cũng có thể sử dụng một số loại lá đấy, có tính chất mát để tắm cho trẻ. Ví dụ như là mướp đắng hay là khế, lá xài đất, lá kinh giới. Thế nhưng mà đặc điểm ở những cái loại lá này thì một số loại thì nó sẽ có lông. Vì thế chúng ta phải xử lý sạch sẽ, rửa sạch các loại lá này. Thậm chí có thể ngâm bằng nước muối trước khi tắm cho trẻ. Sau khi tắm xong thì chúng ta cũng phải tắm lại bằng nước trắng, nước sạch để loại bớt tất cả những cái mà lông còn sót lại có thể bám trên da trẻ, gây khó chịu cho trẻ. Thứ hai là về cái chế độ ăn mặc thì chúng ta sẽ mặc cho trẻ những cái đồ thoáng, mát, thấm hút mồ hôi. Đấy. Về môi trường thì chúng ta sẽ cho trẻ sống ở trong những cái môi trường mà không gian thoáng mát, sạch sẽ, không nên cho trẻ nô đùa, nghịch giữa trời nắng. Đấy, khi đấy thì những cái tuyến mồ hôi sẽ làm việc rất là nhiều, thì sẽ dẫn đến tình trạng rôm sảy.
Xin cảm ơn bác sĩ đã có cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Trong y học cổ truyền, bệnh thủy đậu được cho là một căn bệnh ôn dịch. Bệnh thủy đậu sẽ không để lại biến chứng nặng nếu được điều trị kịp thời. Tuy nhiên, rất dễ để lại sẹo trên cơ thể gây mất thẩm mỹ. Một cẩm nang y học kỳ này, bác sĩ Nguyễn Quốc Oai, trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn các loại lá dùng để tắm khi bị bệnh thủy đậu nhằm hỗ trợ điều trị bệnh không để lại sẹo. Chào quý vị! Về mùa hè, do khí hậu nóng ẩm và thường phát sinh các cái bệnh ngoài da như thủy đậu, phỏng dạ, rôm sảy làm cho mọi người rất là khó chịu. Và hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị một vài bài thuốc để chữa bệnh ngoài da. Bài thứ nhất là bài thuốc tắm để chữa các bệnh thủy đậu và rôm sảy phát trong mùa hè. Bài thuốc gồm 3 vị thuốc như sau. Vị thứ nhất là vị xài đất. Đây là cây xài đất tươi và chúng tôi thường dùng là vị xài đất khô. Vị thứ hai là vị kim ngân. Thì kim ngân chúng tôi thường dùng là kim ngân hoa, nhưng quý vị có thể dùng kim ngân dây, toàn cây. Vị thứ ba là vị lá nhãn, thì chúng ta dùng lá tươi và lá bánh tẻ. Liều lượng vị xài đất đối với trẻ em khoảng từ 30 đến 50 gram, người lớn thì gấp đôi. Kim ngân dây hoặc kim ngân hoa liều lượng cũng từ 30 đến 50 gram và lá nhãn tươi khoảng 100 gram. Nếu chúng ta dùng vị tươi của xài đất thì chúng ta dùng liều gấp đôi số lượng của vị khô. Đối với người lớn thì chúng ta dùng liều gấp đôi liều của trẻ em. Cách sử dụng thì chúng ta dùng tất cả 3 vị thuốc là xài đất, kim ngân dây hoặc kim ngân hoa và lá nhãn. Chúng ta cho vào nồi đun sôi khoảng 5 phút, sau đó để nước ấm và chúng ta tắm cho trẻ hoặc người lớn bị mắc các bệnh thủy đậu, phỏng dạ, rôm sảy thì có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc và làm se khô da, bệnh sẽ mau khỏi trong vòng 3 đến 5 ngày. Một cái đặc điểm nữa là khi chúng ta các vị thuốc này chúng ta kiếm ở địa phương rất là dễ, và nếu chúng ta không sưu tầm đủ 3 loại lá cây này thì chúng ta cũng có thể sử dụng từng vị riêng, như xài đất có thể dùng một mình riêng vị xài đất, kim ngân dây hoặc kim ngân hoa chúng ta cũng có thể sử dụng riêng, và lá nhãn chúng ta chọn lá nhãn tươi, bánh tẻ chúng ta cũng có thể sử dụng tươi tắm trong các trường hợp thủy đậu hoặc là phỏng dạ rất là tốt. Về cách sử dụng thì tất cả các vị thuốc chúng ta rửa sạch, cho vào nồi đổ ngập nước đủ dùng để tắm, và chúng ta đun sôi khoảng 5 phút bắc ra. Thế nếu nước còn nóng chúng ta có thể pha thêm nước sôi vừa đủ ấm để chúng ta tắm, và tắm xong thì chúng ta lau khô người không tráng lại bằng nước lã. Kết quả sử dụng sẽ có hiệu quả ngay trong vòng 3 đến 5 ngày. Trong quá trình mắc bệnh và trong quá trình sử dụng thuốc thì chúng ta lưu ý một số đặc điểm sau. Đối với trẻ hoặc người lớn khi mắc bệnh thủy đậu mà có sốt, viêm họng, ho kèm theo thì chúng ta nên khám và điều trị Tây y kết hợp phòng chống bội nhiễm. Và chế độ ăn uống thì chúng ta cũng nên ăn các chất vừa đủ ấm và tránh những cái chất cay nóng. Và đặc biệt là chúng ta cũng hạn chế kiêng cho trẻ ra gió và giữ vệ sinh chung cho trẻ. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh ta, chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone đã đem lại nhiều ý nghĩa tích cực, như là giúp người nghiện dần từ bỏ ma túy, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nguy cơ phạm pháp, góp phần đảm bảo trật tự an ninh xã hội, đồng thời hạn chế nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường máu như là viêm gan B, viêm gan C. Tuy nhiên, qua thực tế điều trị, thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone vẫn còn gặp một số khó khăn làm hạn chế những hiệu quả mà chương trình đã đem lại. Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, gọi tắt là methadone, được tiến hành tại tỉnh ta từ tháng 10 năm 2013. Cho đến nay, toàn tỉnh đã có trên 1.000 bệnh nhân điều trị tại 5 cơ sở là trung tâm HIV/AIDS tỉnh,
Trung tâm Y tế các huyện Khoái Châu, Mỹ Hào, Văn Lâm, Trung tâm Cai nghiện tỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân bỏ dở điều trị methadone còn khá cao, nguyên nhân do tử vong hoặc mắc các bệnh lý khác không đến điều trị, bỏ địa phương đi làm ăn xa, bị bắt vào các trại giam, tự nguyện xin dừng điều trị. Thế một số các bệnh nhân ở xa các cái điểm uống thuốc, đặc biệt là những bệnh nhân trên 10 cây số thì là bệnh nhân bỏ cũng tương đối là nhiều. Một cái khó khăn nữa là cái sự hỗ trợ của cộng đồng vẫn còn hạn chế. Người bệnh mà muốn tập trung vào điều trị tốt thì phải sự hỗ trợ của cộng đồng tốt, đặc biệt là cái việc làm. Trong cái quá trình mà đi uống điều trị bệnh về nhà ta có một việc làm thì nó sẽ bớt cái việc nghĩ đến sử dụng các cái nghiện chất. Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do các dự án từ trung ương cắt giảm số lượng thuốc. Thay vì được hỗ trợ 100% chi phí điều trị như trước kia, bệnh nhân sẽ đóng góp một phần từ 7.000 tới 10.000 đồng một lần uống tại các mô hình xã hội hóa điều trị methadone. Mặc dù chi phí điều trị methadone ít hơn rất nhiều so với sử dụng các chất dạng thuốc phiện, nhưng việc phải trả tiền trong mỗi lần đi uống khiến cho tâm lý bệnh nhân không thoải mái bởi đã quen với sự miễn phí trước đó. Việc điều trị methadone đem lại nhiều lợi ích cho bản thân những người nghiện cũng như cho gia đình và xã hội. Song với những bệnh nhân điều trị methadone, họ cũng gặp không ít khó khăn khi tìm việc làm, thậm chí bị cộng đồng kỳ thị, xa lánh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái nghiện. Việc sử dụng methadone thì nó ảnh hưởng đến giờ giấc của chúng tôi. Giờ giấc đi lại, đi uống thì lúc đi uống thì đi làm thì đã bắt đầu làm rồi nên là không kịp cho giờ làm nên là khó xin việc. Bây giờ lý lịch này, xin xã phường này, tất nhiên là người ta phải ghi lý lịch mình không trong sạch rồi thì làm sao công ty nào người ta dám nhận. Mỗi một lần đi các tỉnh xa thì thường thường không uống được, bởi vì uống một ngày xin giấy tờ các thứ rất là khó, đến nơi xin rất là phức tạp. Cho nên hầu như là nếu mà đi đâu xa một ngày, hơn một ngày, khoảng 2 ngày đổ lại là không uống được. Việc sử dụng thuốc methadone là qua đường uống, không tiêm chích nên giảm được tỷ lệ lây nhiễm HIV do tiêm chích. Phương pháp điều trị này còn mang lại lợi ích về mặt kinh tế vì chi phí rất rẻ, mỗi ngày chỉ uống một lần. Tuy nhiên, nhận thức của bản thân người nghiện, người nhà người nghiện về tác dụng của methadone còn hạn chế, nên tỷ lệ bệnh nhân bỏ điều trị vẫn còn ở mức cao. Năm nào trung tâm cũng mời gia đình, tức là người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đến để tuyên truyền, vận động và cũng thông báo cái tình hình thực hiện cái việc tuân thủ điều trị của người thân nhà mình như thế nào. Nhưng mà nhiều gia đình thì người ta cũng không tham gia. Thì đây là một trong những cái mà rất là khó khăn. Cho nên là thực tế thì muốn thành công được thì các cấp chính quyền phải thực sự là chỉ đạo một cách quyết liệt hơn. Cái thứ hai là gia đình và người thân thì cũng phải tạo cái điều kiện cũng như giúp đỡ cái người bệnh đến để tuân thủ điều trị thì mới có kết quả. Mục tiêu của điều trị methadone là cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống người nghiện ma túy, hỗ trợ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Bởi vậy, để người nghiện ma túy hiểu rõ được điều này và tích cực tham gia điều trị, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng gia đình. Đây không chỉ là công việc của riêng ngành y tế, mà rất cần sự chung tay của toàn xã hội, nhất là sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền cơ sở. Phóng sự vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và Đời sống của chúng tôi số này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.